Sáng nay, Ban dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức buổi tiếp nhận và trao quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 hỗ trợ. Có 200 xuất quà hỗ trợ cho 200 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thanh Khê và Sơn Trà. Trong đó, quận Thanh Khê 100 suất, quận Sơn Trà 100 suất, mỗi xuất quà là 1 triệu đồng, gồm 700.000 đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu và khẩu trang y tế. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nằm trong chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với người dân năm 2021 giữa Ban dân vận Thành ủy Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển xong Trong cái chuyến công tác ngày hôm nay, thì chúng tôi phối hợp với Ban dân vận của thành phố Đà Nẵng là gửi đến bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của quận Sơn Trà là một trao suất và bà con của quận Thanh Khê là một trao suất. Rồi rất là mong muốn bà con là vượt qua những khó khăn những cái ban đầu ấy để cùng với các ủy chính quyền địa phương đã sớm uh, vượt qua những ngăn chặn và đẩy lùi được cái dịch bệnh covid 19 Do điều kiện dịch bệnh nên Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 2 và Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng không tổ chức trao quà trực tiếp đến các hộ gia đình mà bàn giao cho quận Sơn Trà và quận Thanh Khê để hai địa phương trao tặng tay các ngư dân. Khi mà cư dân thì các bạn cứ nhà tài trợ và có những món quà rất là có ý nghĩa với đối với người dân chúng tôi mà thị phường hiện đồng riêng và quận sơn trà nói chung đối với quà như thế này thì chúng tôi gặp trực tiếp cho người dân có hoàn cảnh được khó khăn sẽ trao đến tặng tay những quà thì như này để cho họ có phần cái đẩy đẩy lùi dịch covid mười chín hôm nay nhằm thực hiện tốt phương châm không ai bị bỏ lại phía sau đà nẵng đã và đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn người bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Và ngày càng có nhiều đơn vị, tổ chức cá nhân đồng hành cùng chính quyền, hỗ trợ người dân. Qua đó động viên kịp thời, giúp người dân vượt khó, chung tay cùng thành phố chiến thắng đại dịch.